Anh định sang năm cưới em chịu không? Bạn nói là đem bao nhiêu? Nào đủ 300 cây vàng. Nào đủ 300 cây vàng. Bạn nói là khi nào đủ 300 cây vàng thì mới cho em cưới lần về. Cũng có 20 cây thôi, qua chị gả cho. Em là Dẫn, quê ở Đồng Tháp. Năm nay em được 30 tuổi ạ. Dạ xin chào mọi người, em chào anh Tuân và chị Lộ. Em tên Thuận, năm nay em 26 tuổi. Trời, cho anh hỏi lại Dửng á, Dửng là 30 tuổi hả? Dạ vâng ạ, 30 ạ. Ôi, do em trẻ ha, nhìn như cháu của Lộ quá. Trẻ quá. Nhìn như cháu của Lộ quá, trẻ quá. Anh muốn bông nó bóng nó gió vậy phải không? Em đang ở đâu vậy? Dạ, quê em ở Đồng Tháp, nhưng hiện giờ em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Mình làm cái giờ về cái ngành gì vậy cưng? Dạ, hiện tại thì em làm phụ với nhà thiết kế đích non ở Lý Thái Tổ ạ. À, vậy hả? Rồi còn còn Thuận, em làm công việc gì Thuận? Dạ, hiện tại là em đang kinh doanh ạ. Kinh doanh cái mặt hàng như mẫu quán để bán á, trà sữa, bán chè rồi á. Bạn Thuận là bạn đeo kính á, cũng có nickname là Lộ á nha. Vậy hả? Là Lộ Lộ luôn hả? Lộ hơn một chữ Lộ. Là Lộ. Cơ duyên gặp nhau của Dửng với lại Thuận đi. Lần đầu tiên em gặp là nhờ một cái sinh nhật của người bạn quê Cần Thơ rồi. Lúc đó thì em đang làm việc tại tại Sài Gòn. Có một người anh đi chung nữa. Em nói là không có xe về cùng. Thì người anh đó giới thiệu là có một đứa em cũng về Cần Thơ nữa, nhưng mà chạy xe máy về một mình. Nếu mà em có đi thì sẽ đi chung với bạn đó. Thì em ok. Và đến ngày đi là Thuận là người qua rước em. Đó là lần đầu tiên của hai em gặp nhau. Mà lúc đầu tiên á, trời ơi em ghét lắm. Thiệt, ai ăn mà bắt em đỡ là em ghét lắm, em ghét cực kỳ. Ông bà ta đã có câu ghét của nào trời trao của đó. Mà bắt em đợi cho em đợi ngoài đường đứng 20 phút là em không ưa rồi. Vì sao mà từ không ưa mà bây giờ thành quen nhau? Chắc người ta nói là ghét của nào trời trao của đó là. Em kể chi tiết về cái buổi gặp nhau khi mà đưa đón nhau đi ăn sinh nhật cho đến khi mà quyết định quen nhau được không? Diễn ra những cái trong nó nhanh lắm á, chỉ trong vòng vài ngày thôi. Bởi vì khi về quê thì lần đầu tiên gặp Thuận thì em cũng không có cảm tình cho lắm, cứ cảm giác là không có thích á. Bởi vì tánh em không có thích cái kiểu bad boy cho lắm. Thì lần đầu tiên gặp Thuận thì Thuận bịt khẩu trang rất là nhiều, em chỉ thấy được cái chân mày đang xỏ cái khuyên chân mày, em thấy được cái hình xăm trên cổ. Em cảm thấy là chắc bạn này cũng quậy lắm đây. Nhưng mà cảm thấy là bạn bè đi chơi chung hoặc là cho mình có gian thôi, không có nghĩ gì hết. Cảm giác là không thích cho lắm. Đoạn đường từ Sài Gòn về đến Cần Thơ, tụi em có nói chuyện qua lại và hỏi thăm về nhau á. Cảm thấy cách nói chuyện của Thuận có thiện cảm với em nhiều hơn. Về Cần Thơ được một ngày, qua ngày sau thì thay tụi em về, trên xe cứ nói chuyện suốt từ Sài Gòn Cần Thơ và từ Cần Thơ về tới Sài Gòn thì nó có tình cảm luôn à. Không có ưa nhau như thời điểm đầu á nha, mà về đã giao hữu rồi. Hai người mà ưa nhau thời điểm đầu chắc bây giờ không biết tới đâu rồi. Rồi, bây giờ cho chị hỏi cái hai người là quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, cũng sắp được một năm rồi chị. Từ thời điểm mà đi về quê đám giỗ tới bây giờ là gần được một năm hả? Đi về quê đám giỗ tới bây giờ là gần được một năm hả? Dạ, đúng nhận hả? Dạ, đúng rồi, là được một năm rồi chị. Xin chào người ta bà ơi. Không hiểu. Không hiểu. À, sinh nhật hả? À, sinh nhật. Hồi nãy giờ nghe đám giỗ. Hồi nãy giờ nghe đám giỗ. Thông cảm chị nghe, chị già lãng tai. Sau cái chuyến đi sinh nhật đó, bao nhiêu lâu bọn em gặp lại nhau? Hai ngày ạ. Cũng lâu quá ha. Hai ngày sau mình gặp nhau đó, thì mình đã có nụ hôn đầu tiên chưa? Dễ thì dạ, chưa? Có rồi ạ. Dạ quá. Có rồi. Rồi mình kể chi tiết hơn đi. Cái hai ngày đó, sau cái chuyến đi về đó. Sau khi đi về rồi em vẫn tiếp tục làm công việc của em, là làm từ 9 giờ sáng cho làm đến khuya khoảng 11 giờ rưỡi, 12 hoặc là 1 giờ khuya lận. Thuận thì lúc đó Thuận đang kinh doanh một cái quán nhỏ. Sau cái giờ mà Thuận dẹp quán thì Thuận sẽ qua rước em khuya rồi, cho nên Thuận chở em về nhà luôn ạ. Chở về nhà trọ của em. Tại vì lý do nó chính đáng quá đúng không em? Không em ơi, vấn đề là chở em về nhà trọ của em xong rồi có lên nhà trọ không, hay là chở em về rồi Thuận tự đi về? Chở đến nhà trọ xong rồi Thuận ngủ lại với em ạ, sáng về. Anh Tuân hay làm khó em đúng rồi. Anh Tuân hỏi mấy cái câu đó khó mà em đã hỏi tới đó là tự động hiểu rồi, hiểu không? Bây giờ anh cứ muốn quạch tẹt cơ không ạ. Về tới phòng trọ em đi về hả? Dạ đâu có đâu, em ngủ lại. Không.
không không gì chị hơi lẫn nha, chị thông cảm nha. Rồi tiếp đi em. Cái đêm hôm đấy khi mà ở lại với nhau là mình có nụ hôn đầu tiên luôn, thì ai là người chủ động với ai trước? Bạn này ạ. Mà hồi đó chủ động rồi chứ giờ có dễ gì không? Có giờ dễ gì? Trời ơi! Lại không chủ động. Bạn như phi tần hồi xưa vậy. Trời hồi đó trời dễ gì à? Hồi đó chủ động chứ bây giờ dễ gì à? Vậy đó hả bà? Có nghĩa là hồi đó là em chủ động đúng không? Rồi đã lộ ơi, kể chi tiết cụ thể hoàn cảnh. À, tối đó thì có nụ hôn đầu tiên rồi thì chị ôm nhau ngủ thôi ạ, đến sáng rồi về thôi. Thôi chương trình đây đổi nhân vật đi chứ bây giờ nói như vậy không có chân thật đó. Không, cái đó là thiệt đó. Dạ, đó là thật hả? À, chỉ có khi nào quen nhau, khi nào mà hai đứa chính thức quen nhau á thì mới có chuyện mà chăn gối thôi chứ mà lúc đó thì chưa. Em có cảm giác gọi mới cho nên em vẫn chưa xác định là có nên quen hay không. Em thì chỉ thích thật sự với người mình thương thôi, còn mới mấy ngày cho nên em chưa có xác nhận được là mình có thương và có tiếp tục để quen hay không ạ. Bao nhiêu hôm sau mà em lại gặp lại nhau nữa? Sao bữa đó là hình như là dọn qua nhà em ở luôn tới giờ. Trời ơi trời ơi. Vậy tính ra cũng lâu quá ha. Chưa xác định gì hết. Chưa xác định được gì hết. Cái thời gian mà để đến với nhau nó rất là nhanh nè. Rồi, cho anh hỏi về cái câu chuyện come out của cả hai bạn nhé. Tại vì anh thấy hai bạn cũng có các ngoại hình nam tính á, thì gia đình sẽ không có nghĩ ý là họ là gay hoặc là họ thích con trai. Nên anh không biết là cái việc come out của hai bạn có khó khăn không? Chuyện come out của em á không hề khó khăn. Bố mẹ em phán á, hồi nhỏ em chơi bút hồi em không chơi thích chơi siêu nhân. Em nghe chị em nói hồi đó thích chơi búp bê á, cứ mà đem búp bê. Canh mà ba mẹ đi làm mới là canh trên búp bê của chị ra chơi. Ba mẹ cũng biết nên ba mẹ thoáng luôn, ba mẹ cũng không nói gì hết. Có bao giờ Thuận trực tiếp come out với bố mẹ em hay là để bố mẹ tự biết như vậy luôn? Bố mẹ tự biết, em chưa nói với bố mẹ. Em không có thể nói là mẹ ơi con bị gì. Còn về cái việc come out của em thì hơi khó hơn so với Thuận chút xíu à. Bởi vì khi mà thời còn em đi học em quen các bạn nữ rồi. Từ khi mà em biết cảm giác có cảm xúc biết yêu rồi là từ năm lớp 7 cho đến 12 là em quen rất nhiều bạn nữ rồi. Mỗi lần mà đến giờ ra về chơi á là những bạn mà học dưới em một lớp á, những bạn mà nhỏ hơn một lớp thì sẽ học trái buổi với em. Thì mấy bạn nó sẽ ngồi học ở cái lớp đối diện. Thì ra về chơi thì em cứ ngồi vào cái ghế đá đó đó, thì cứ mấy bạn nữ đó cứ ra nhìn lén em vậy á. Nhìn lén xong rồi cứ gửi quà. Ngày xưa là có hai vụ mà ship ngôi sao, ship hạt lắm. Những bạn nữ nó ship cả một cái hộp rất là to vậy nè, kèm cho nó một cái tấm thư nữa. Cái nhờ bạn nam của lớp em đem qua tặng cho em. Trong những năm học phổ thông thì quà mình nhận được bạn nữ rất là nhiều, mà những bạn nữ em quen thì cũng rất là nhiều. Lúc đó là em hồi 11, có một số bạn nữ học lớp 10, hot girl của lớp 10 và của hot girl của cả trường luôn rồi. Rồi mấy bạn nam mới thi nhau là đố thằng nào cua được cái bạn đó. Em cũng là một người trong đó là em cua được bạn đó à. Cái này là hot boy của trường đó anh Tuân, ghê không? Thật sự ra là chị rất là nể Thuận luôn á. Em mẻ được người ta thành công dòng luôn á. Ủa? Không, chắc mắc trước khi quen Thuận á, em đã từng có cảm tình hay là đã từng quen với bạn nam nào chưa? Dạ, Thuận là người thứ ba rồi ạ. Trời không có đâu anh, trời quen ai mà quen con nào á mà nó thâm tên lên trên ngực luôn á trời. Thuận là người nam thứ ba mà em đã quen rồi ạ. Dạ hả? Quen nào á thâm tên Hoàng Dĩnh lên trên ngực nữa. Thâm tên Hoàng Dĩnh lên trên ngực nữa. Đến khi tốt nghiệp 12 xong á thì em có đi chơi với những người ở bên ngoài. Thì cái người chị này nè có đi chơi với một người bạn nam ở trong thế giới thứ ba nữa. Cũng giống như bạn này lúc đầu thì ghét nhau lắm. Đi chơi cứ đánh đá nhau hoài á. Có nghĩa là không phải đánh lộn mà là cái kiểu mà nhắc nhéo chọc ghẹo em á. Nhưng mà em thì em không thích đi chơi, là tụi em đi chơi vào buổi tối. Ba mẹ ngủ hết rồi đó. Em mới lén đi chơi. Đi uống cà phê nào khoảng 8-9 giờ gì đó. Đi chơi rồi đó thì cái bạn nam đó có nghe giống như có cảm tình với em á. Cứ thế nhắc nhéo chọc ghẹo em không mà. Em thì không thích. Nhưng mà từ sau nhiều ngày rồi cái cảm thấy vắng nhau rồi cái cũng thấy nhớ. Rồi đi chơi càng lâu về vài tháng sau thì nó có tình cảm rồi. Bạn ấy làm nhắn tin cho em chủ động để quen em. Em cũng không bất ngờ gì về chuyện này cho lắm, vì mình đã biết là người ta có cảm tình với mình rồi á. Nhưng mà em vẫn chưa xác định được, bởi vì mình là chỉ thích con gái thôi chứ chưa từng có cảm nghĩ là mình sẽ thích người con trai như vậy. Trong đầu em lúc đó là suy nghĩ rất là nhiều. Hai thằng con trai quen nhau thì nó sẽ có những cái vấn đề gì?
Ví dụ như đi đến hôn nhân, ngày xưa em mới lớn lên thì suy nghĩ sâu lắm. Rồi những cái chuyện mà hôn nhau hay là những cái chuyện gì đó liên quan sâu xa hơn nữa thì nó sẽ như thế nào giữa hai thằng con trai. Em hơi hoang mang, em chưa trả lời bạn đó, em cũng chưa biết đó là gì nữa. Thì đi chơi cái người chị đó cứ đốc thúc em hai đứa đến với nhau đi, thấy hai đứa đẹp đôi đó. Rồi từ từ cái tụi em đến với nhau, rồi cũng có được nụ hôn đầu tiên của bạn đó, là cũng là ngày mà hai đêm đến với nhau luôn ạ. Suốt mấy năm sau nha, thì hai tụi em mới có được những cái chuyện gọi là thật sự yêu nhau của người lớn nên có giống như những chuyện trong thời gian đầu quen nhau á. Thì bởi vì như em nói là em chưa biết giữa hai thằng con trai quen như thế nào nữa. Em là cũng là người đầu tiên mà bạn đó quen luôn, và bạn đó cũng là người đầu tiên con trai mẹ em quen luôn. Cho nên hai đứa em cái kiểu mà chỉ biết thương và mến nhau như hai người anh em vậy thôi á. Cái người bạn của cái người mà quen với em á mới hỏi ghệ của em, ghệ đó của em mới hỏi là hai đứa em đã như thế nào rồi. Thì bạn nói chỉ vậy thôi. Rồi bạn nói vậy như đã quen nhiều người đó, cho nên là chỉ cũng như nói với bạn em như vậy. Dần dần sau này hai đứa mới dẫn đến có những chuyện như quan hệ của người lớn thì mới có thôi. Rồi hai bọn em quen nhau được bao nhiêu năm hả Dự? Cái người đầu tiên của em là em quen được 7 năm mà. Wow. Nhưng mà sống chung với nhau chỉ được vài năm thôi. Dạ vâng ạ. Thời gian đầu quen thì khó khăn lắm chị. Mọi người rất là bất ngờ, kể cả cái người chị mà đốc thúc hai đứa em đến với nhau á. Khi mà hai em thật sự đến với nhau rồi, chị đó lại bất ngờ. Ủa? Thật hả Dự? Ủa vậy luôn hả Dự? Ủa? Hả? Em suy nghĩ chị chứ Dự. Người chị vui tính quá vậy, người chị xuống người ta tới rồi xong người chị hỏi kỳ vậy. Tối em rồi hai đêm đến với nhau đi, mình cũng được đôi đó này kia đến với nhau đi. Khi mà hai đêm đến với nhau rồi thì chị đó lại nói là em suy nghĩ chị chưa, Cương làm chị thất vọng quá Dự, sao vậy vậy đó. Nhưng mà em cứ cười cười không nói gì hết. Em nghĩ nha, là khi đi chơi có bạn đó biết bạn đó thích em, rồi chị em làm bộ nói như vậy cho cả nhóm vui thôi. Nhưng không ngờ hai đêm đến với nhau thì chị nghĩ là chị vẫn vui đúng không? Dạ đúng rồi, vẫn vui nhưng không ngờ hai đêm đến với nhau thì đây là kinh nghiệm cho chị em bạn gái đi chơi, bớt nghĩ mình vui tính lại, rồi bớt chọc ghẹo, bớt cáp ta lợi. Ví dụ như ta lợi thì mình cũng được cái lợi, mình cũng được phước nữa không? Do quay qua cái mình giận ngang là mình hết vui. Đúng rồi. Cái chị đó còn lập nhóm đi chơi không? Chị thì định xin tham gia. Tại thấy nhóm đó trai đẹp đẹp không à. Ví dụ như em chẳng hạn. Xong nghe kết quả của mối tình của em xong, cái chị đó là thôi không nên gặp. Khi mà em quen với những người bạn nam cũ á, thì gia đình của em có biết không? Và gia đình em phản ứng như thế nào? Cái người đầu tiên mà em quen với bạn mà 7 năm á, cái giai đoạn đầu tiên thì gia đình có những cái ý kiến là không đồng ý, cũng như là em bị la rầy rất là nhiều. Mẹ em, lúc đó mẹ em là cái người mà ngăn cản em nhiều nhất. Mẹ chửi em rất là nhiều luôn. Thậm chí mẹ còn lén lấy số điện thoại của cái bạn đó, mẹ nhắn tin và điện thoại cho bạn đó luôn. Đừng có đi chơi với con của cô nữa. Để cho con của cô nó bình thường. Để cho con của cô nó bình thường. Bạn đó mới đưa cái tin nhắn của mẹ em mà nhắn cho bạn đó cho em xem. Mình hiểu được cảm giác của mẹ nhưng mà không biết phải làm như thế nào. Em cũng buồn thôi, em mới về hỏi người mẹ tại sao mẹ lại đi nhắn tin cho người ta như vậy. Có gì mẹ nói với con được rồi. Thì mẹ nói là mẹ không thích nhưng mẹ đã nói nhiều lần rồi, tại sao mà cứ đi chơi như vậy hoài. Em mới nói mẹ trường hợp đổi lại, mẹ của bạn đó thấy cũng con mình bị người khác nhắn tin nói như vậy, người ta cũng buồn vậy. Đổi trường hợp lại mẹ là mẹ của con thì sao? Thì mẹ không nói gì hết, mẹ chỉ nói là mẹ không thích con như vậy thôi. Thì giai đoạn đầu kể cả dòng họ của em cũng vậy nữa. Ở quê thì đa số chỉ vài đường thôi, cho nên em với bạn nó thường xuyên đi chơi với nhau á. Mỗi lần đi chơi em phải lén. Ví dụ bạn đó đậu xe cách nhà em rất là xa, cho nên em xách cầm cái nón mũ hiểm ra. Bạn bè thì không đồng tình, mà gia đình lại phản đối nữa. Đến sau này mẹ của em giống như là suốt mà thời gian 7 năm rồi, cho nên giống như nó đã quen rồi. Còn ba em thì thỉnh thoảng lại nói chừng nào mày mới chịu có vợ, mày bao nhiêu tuổi rồi, không lẽ mày định sống như hoài. Em chỉ biết cười, nhìn mẹ cười thôi, bởi vì mẹ đã hiểu con của mẹ như thế nào rồi. Bây giờ thì bố và mẹ em đã hoàn toàn chấp nhận chưa? Ba em thì chưa hoàn toàn chấp nhận đâu. Mẹ em thì đã chấp nhận rồi. Em quen với bạn Thuận thì cũng đã dẫn Thuận về nhà rồi. Mẹ cũng đồng ý, ba thì chưa. Trong quá trình mà quen nhau đó, thì đến thời điểm hiện tại đó, rồi bây giờ sẽ tới phần anh Tuấn đó. Mình sống với nhau gần một năm rồi ha, mình có biết được tật xấu nào của nhau không?
Bạn này thứ nhất là tính bạn này rất là nóng, hay giỡn những cái mà nó trượt lắm. Nó giỡn đó là giỡn những cái rất là trượt. Ví dụ giỡn đâu rồi cái cứ ngắt nhéo để cho em quạo đó. Hoặc là em đang ngủ, bạn này đánh game tới khuya vậy đó. Em đang ngủ thì bạn ấy không cho ngủ, bạn phải chọc ép hiệu cho em phải thức chung với bạn. Rồi em không thức nổi thì lại quạo. Mà khi em giỡn lại á, làm không lợi em đó thì lại giỡn trượt lắm. Bao nhiêu nước miếng cứ phun ra như vậy là em phải chịu thua đó. Đó là cái Thuận ơi, Thuận ơi, mệt lắm Thuận ơi. Thiệt sự rất là hên, mới gặp ông Dẫn cái nết quá trời, cái nết không chịu nổi. Giống như là quả diệm sơn vậy á. Đặc biệt là giống chị nữa. Thậm chí là đánh nhau bởi mấy cái nó nguy hiểm luôn. Trời ơi, ly kỳ vậy, kể liền đi chị, nhiều chuyện lắm đó, chị đang ngồi nghe. Bữa là được 3 Tết chị. Mới đây thôi chị, là hình như là mùng 3 Tết. Thì đến nhà cô em chơi, ăn nhậu thì lúc đấy cũng xỉn rồi. Tính của em thì hay nóng á, tính hay nóng hay cọc nữa. Em thấy ngồi với nhậu mà thấy cái mặt quay qua, thấy mặt chình dập là em quạo rồi, em quạo kêu đứng dậy, về. Cái gì vậy, hả, lên xe nhảy em ghé em dừng xe lại hút mấy cái lông hiểm ra. Em là một cô gái giang hồ. Bạn này thì hay hút thuốc, em mới là không cho thôi. Lý lợi đang ngồi nhậu với chung dòng họ rất là đông người. Em không cho nhưng mà cứ hút hoài vậy đó. Cho nên em cảm thấy là không vui, cho nên em mới không nói chuyện, buồn vậy thôi á. Vậy mà kiếm chuyện quấn lộn với nhau tới tóc luôn à. Bởi mấy cái nó nguy hiểm. Xe còn ổn không? Dạ xe ổn bình thường à, không có đập xe. Thật sự có rất là nhiều cặp đánh nhau á, mà nhìn rất là xu luôn mấy đứa. Cho nên là thôi, mấy mốt mà có giận nhau lắm á thì đừng có đánh nhau nha. Dạ. Chị là không có thích đánh người. Về tài chính thì hai đứa độc lập với nhau hay là làm và xài chung? Dạ chung à. Công việc và việc làm hiện giờ tụi em thì tiền của em là vẫn là chung hết, bởi vì nghĩ là đã sống chung và làm chung với nhau rồi thì không phân biệt nữa, cứ cùng nhau làm, cười cùng nhau dành dụm và cố gắng cho tương lai thôi, chứ không có nghĩa là công việc kiếm tiền của người nào người đó giữ thì không có như vậy. Còn gì xấu nữa không, kể hết đi Dĩnh. Mỗi lần giỡn với em, giỡn không lại bắt đầu la làng lên, hoặc là dãy tê tê lên, đập xuống giường vô dách này kia vậy đó chị, cứ làm cho sùm lên như vậy. cái nết của bạn này cứ y như là nước nóng vậy á, nước rất là nóng sôi lên như vậy á, nhưng mà được cái tính rất là tốt. Với một cái giận trượt nữa mà em nhiều khiến em mà bực, mà em lại thất cười luôn á. Bạn ấy đang chơi game đi, em cũng đang ngồi lướt điện thoại vậy đó, cái tự nhiên bạn ngồi dậy bạn chu cả cái mông vô mặt em, ăn địch tuổi như vậy. Đó là những cái tật xấu, nhưng mà cảm thấy những cái tật xấu đó là nó rất thú vị. Mình cảm thấy đã quen, đã sống với nhau rồi thì không còn gì gọi là cái riêng nữa, nó không còn cái riêng của nhau nữa, cho nên em cũng thấy cũng thấy mắc cười lắm. Cái mỗi lần mà chị nể em thì cái gì, cái mỗi lần em thấy bạn mà đang chơi game đi, bạn mà ngồi dậy chuyển mình cái là em đã biết bạn rồi đó, bạn chuẩn bị địch vô mặt em rồi đó, bạn phải lấy mền em chùm lại. Nhưng cũng phải cố tình mình dở hờn ra, bạn làm tất cả mọi thứ, khi nào mà bạn phát ra những âm thanh đó cho em nghe bạn mới chịu. Bây giờ tới Thuận đi, em kể thật xấu được không? Nói chung Dẫn thì kiểu vậy, như là một người hầu như hoàn toàn là không có tật xấu. Chỉ có hay kiểu vậy, giống như đang ngồi thì hay kiểu như một con người khác vậy chị. Kiểu vậy giống như ngồi đâu á, lát hồi thấy cái mặt nó chầm chầm đã thấy là cái mà thường hay mà Thuận hay nói, mà tại sao em đang ngồi mà lại buồn vô dơ mà để cho bạn này hay khó chịu với em á. Bởi vì em là một người bao quê á chị. Chỉ có một mình em ở tại Sài Gòn thôi. Chỉ có mình bạn này là người giống như là một cái điểm tựa cho em ở Sài Gòn này. Đôi khi nó có những cái cảm xúc nó nhớ nhà nhớ mẹ, cho nên đôi khi khiến em buồn. Trong những cái công việc hiện tại của hai em phải lo tìm những cái công việc khác để mà làm thêm, để kiếm thêm cái thu nhập, để lo cho cuộc sống của hai đứa em ở sau này nữa. Bởi vì cái mức lương ổn định thì nó chưa có được. Em suy nghĩ, chẳng qua là em suy nghĩ để lo cho tương lai của hai đứa thôi, chứ không phải là em là người ham tiền gì cả đâu. Yeah, Thuận nghe chưa? Tại vì á, là Dũng là năm nay là 30 rồi, mà khi mà mình ở tới mức độ của độ tuổi của Dũng á thì ai cũng vậy chứ, khi mà họ không có được một cái tài sản gì cố định hoặc là có một cái số tiền cố định ở trong tài khoản á thì bản thân họ rất là hoang mang, chứ không phải là giận hờn hay là ông ứng bà hành gì đâu, nên em đừng có nghĩ như vậy, nghe không? Như anh, cá nhân của anh thấy câu chuyện của hai, của Dũng với Thuận là như vậy, là lộ Dũng là một người lo xa mà Thuận lại là một người vô tư. Đúng rồi, thì đó. Hai cái trạng thái cảm xúc đôi khi nó đánh nhau.
ban nãy á, anh có nghe cái việc về việc mà Dửng là người đi ngủ sớm hơn Thuận á, mà Thuận thì chơi game đến rất là muộn và Thuận khều Dửng không có cho Dửng đi ngủ á. Thật ra anh thấy Thuận may mắn nha, chứ nếu anh mà là Dửng á chắc anh phải đấm em mấy kiểu như đấm một vài trận cho em chừa luôn á. Trời, mấy đứa không biết cho anh Tùng xấu tính lắm. Hồi tối này cũng vậy, tới tận gần 5 giờ sáng em mới được ngủ. Bạn cứ ngồi cứ xem phim hoài gì đó, cái điện thoại cứ để kế lỗ tai của em như vậy, nghe rất là ồn. Em lại hơi bị khó ngủ, em cứ đợi em ơi ngủ đi, ngày mai hãy xem tiếp. Mà không chịu, em càng nói bạn càng mở lo lớn lên. Em nói với bạn thầm đưa cái lo vô cái lỗ tai em luôn á. Bạn cũng phải thức chung với bạn ngồi chơi vậy á. Bạn thức là mai em phải thức chung. Bạn xem phim hay đánh game thì không cần biết, là cứ ngồi rồi chọc phá em người ngoài đó. Cho anh hỏi Thuận là tại sao như vậy? Tại vì kiểu vậy, giống như là em thức á, mình đang thức cái đi ngủ, cái kiểu gì như là sợ ma á. Em nhét cấy đó, em sợ ma á. Em làm đó rồi phải có người phải thức chung với em mới chịu nổi, còn không nữa. Câu chuyện câu hỏi chị đặt ra là trước khi mà quen với Dửng á, vậy rồi em ở với ai? Em ở với ba với mẹ, với chị em ngủ với chị. Em sống với bạn này cứ y như là một đứa trẻ vậy đó. Từ em mỗi lần mà em quạo lên, em cứ nói là anh cứ tưởng tượng là anh đang trông một đứa trẻ con không á. Đôi khi tấm khí thất thường như y như một đứa trẻ vậy á. Nhiều khi bạn nũng nịu với em hay là bạn làm những cái thái độ như y một đứa con nít vậy, em cứ nói anh cứ coi như em đang sống một đứa con nít vậy đi, anh không có nói nhiều với em nữa. Cứ nói qua nói lại thì nhất định nó sẽ sinh ra cự cãi. Chứ còn những cái thói xấu của bạn ấy lại làm cho em vui. Dù như bạn ngồi chơi game hay làm gì hoài đó mà bỏ mặc anh và em ngủ, rồi em cũng thấy hôm nay thấy lạ, cảm thấy hôm nay hơi vô tâm với em xíu, em cũng cảm thấy nó chóng vắng và hơi nhạt với mình. Giống như em đã sống và đã hòa nhập được với cái tính khí này của bạn luôn. Ngộ ha, con người ta yêu và bất chấp dễ sợ, sống và hòa nhập với cái tính khí xấu. Hai bạn đã yêu thương nhau vậy rồi, có định hướng gì cho tương lai không? Em thường nghe hỏi bạn gì nè, anh định sang năm cưới em chịu không? Bạn nói là đem bao nhiêu? Nào đủ 300 cây vàng. Bạn nói là khi nào đủ 300 cây vàng thì mới cho em cưới bạn về. 300 cây vàng là em chọn được không? Quá trời người đẹp kiểu nam vương khủng khiếp luôn đó. Trời ơi trời, 300 cây vàng. Trời ơi. Em nói thôi 300 cây thôi khỏi luôn đi, cứ sống vậy đi, cứ không cần cưới đâu. Cứ có 20 cây thôi qua chị gả cho. Nhưng bạn này được cái nha, em mà em hay đùa với bạn á, không có cần bạn, không có thương bạn này kia là cái bạn nói không thương thôi, bạn nói vậy xong bắt đầu quay qua là bạn đã nhõng nhẽo với mình rồi đó. Tương lai của hai đứa thì hai đứa sẽ có hoạch định gì, có kế hoạch gì không? Dạ, tương lai thì em hiện giờ cũng đang trong tình trạng dịch bệnh đó chị. Cho nên em chưa có thể nào làm được. Em định là khi mà hết dịch rồi á, em sẽ bắt đầu lấy vốn đem đầu tư làm ăn đó chị. Em định mua bán về thực phẩm, định là hai đứa sẽ cùng nhau làm như vậy để dành dụm để lo cho tương lai hơn. Em thật sự em cũng mong mỏi có được một cái đám cưới. Giống như em nói với bạn này á, em đã quen hai bạn rồi, bạn là người thứ ba nhưng cũng là người đầu tiên mà trong lòng của em lại như muốn có một cái đám cưới, hoặc là muốn có một cái người chính thức để sống với mình vì sau này cha mẹ em rồi sau này cũng một ngày cũng sẽ già đi á. Em thì cũng có một mình như vậy, bạn cũng là con trai một nữa, cho nên em muốn em và bạn có thể là đi xa hơn nữa để sau này về sống chung với nhau, sống chung một gia đình. Chỉ có hai đêm mới lo cho nhau được thôi, cho dù anh chị em cũng không thể nào lo cho hai em được. Chị cũng hy vọng là trong những cái ước mơ, những cái hoài bão của tụi em trong thời gian sắp tới sẽ thực hiện được ha. Và đặc biệt hơn nữa nha, chị có lời khuyên dành cho Thuận, em nên bớt lại chút xíu. Tại vì thật sự ra chỗ Dửng thì lại đang rất muốn một cái tương lai, phải nói là happy ending cho em luôn. Cảm ơn hai bạn đã nhận lời mời của chương trình đến để tham gia chia sẻ, khích lệ cho mọi người một nụ hôn thật là nồng cháy đi nào. Bên kia máy chạy chưa? Ừ, ngồi sẵn. Rồi máy chạy. Rồi. 5 4 3 2 1 vỗ tay. Minh Tuân và Bolo hay là Bolo và Minh Tuân? Cái này khoảng quá em nhớ là Minh Tuân sẽ không. Chắc chắn cho bạn nữ trước. Dạ, em đã chết bạn Minh Tuân và Bolo. Ai bảo thế? Chị ok. Vậy rồi mình lại nha. Rồi.
3, 2, 1, vỗ tay. Minh Tuân và Bolo chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây, xin mời quý vị khán giả chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin chào Minh Tuân, xin chào chị Bolo cùng với tất cả các quý vị khán giả đang có mặt vô đoàn nhỏ. Thì em tên Hùng, họ tên là Lê Minh Hùng. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người gốc Sài Gòn. Và đây là mẹ của em. Chào tất cả khán giả ở trường quay và khán giả ở trên mạng nhỏ. Mình tên là Bạch. Cái nhân mình là Bạch Nguyễn. Và mẹ của mình. Mình cũng là sinh sống là quê mình ở Long An. Nhưng mà sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất vinh dự khi mà ngày hôm nay thì em được trở thành khách mời của chương trình. Và đây cũng em cũng là fan của chương trình của mình cũng rất là lâu rồi. Thì khi mà nghe được mình được ghi hình để đến với chương trình, em cảm thấy mình như một người may mắn vậy. Thì cho chị cho Bolo hỏi xí là cái lý do mà đăng ký, lý do mà mình đăng ký tham gia chương trình. Cũng giống như là tên của chương trình Bước Ra Ánh Sáng, bản thân Hùng muốn mình ngay tại thời điểm này mình bước ra được ngoài ánh sáng và mình không còn nghĩ về quá khứ nữa. Tại vì Hùng là một người có câu chuyện phía sau. Cho nên ngày hôm nay Hùng đến đây, Hùng muốn chia sẻ câu chuyện của mình cũng như để cho tất cả mọi người thấy được rằng có quá khứ của Hùng đã trải qua nó như thế nào để trở thành một con người mạnh mẽ như ngày hôm nay, thì Hùng phải vượt qua nó như thế nào. Để cũng là một cái trường hợp truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Thì khi mà anh nghe Hùng nói chuyện á, thì anh cũng... Thật ra ban đầu khi mà Hùng xuất hiện ở trường quay ấy, anh đã chú ý đến tóc của Hùng thì anh chỉ muốn hỏi là nó liên quan đến những cái biến cố trong quá khứ hay là nó chỉ đơn giản là một cái phong cách của Hùng? Nếu như để gọi là một cái phong cách thì nó cũng đúng, tại vì em cũng thích cái phong cách này. Nhưng mà để gọi là mình để cái hình tượng này thì ông bà tôi có câu mà cái răng, cái tóc là góc con người. Có tóc dù gì nó cũng sẽ đỡ hơn là không có tóc. Bản thân ví dụ như bây giờ mình bước ra cuộc sống, có nhiều người nói rằng là bạn này không có đẹp, bạn này để cái đầu này không có hợp. Bản thân em thì em thấy đẹp, nhưng mà khi mà như vậy thì chắc chắn nó sẽ có câu chuyện phía sau. Và cái câu chuyện của em để em phải như vậy thì hầu như là hôm nay em sẽ chia sẻ ra cho mọi người biết. Và em cũng chia sẻ luôn là từ đây cho tới trở về sau, đến khi em trăm tuổi em sẽ không có mái tóc trên đầu. Thế thì cụ thể và câu chuyện luôn, tại vì anh nghĩ là khi mà nghe Hùng mở đầu như thế thì khán giả cũng đã rất là tò mò rồi, nên cũng không nên để khán giả phải chờ đợi lâu nữa. Tuổi thơ của em á, sung sướng hơn mọi người ở chỗ là Hùng là con một trong gia đình. Thì ngay từ khi còn nhỏ thì là Hùng đã được mẹ bao bọc. Khi mà mình cái lúc mà mình còn là nhi đồng á, thì là mình khác với những anh chị, những anh chị hai họ của mình á, là mẹ rất là thương mình, được mẹ mua cho những cái món đồ đắt đỏ, thậm chí là cho mình chơi những cái đồ chơi rất là tốt. Thì từ đó thì Hùng thấy là khi mà bắt đầu Hùng lớn, Hùng lại yếu hơn mọi người khi ra xã hội. Thì vào năm lớp 9 thì gia đình bắt đầu gặp biến cố. Thì Hùng phải dừng lại cái công việc học của Hùng vào năm lớp 9 khi Hùng chưa tốt nghiệp và cấp 2. Thì lúc đó thì gia đình thì ba mẹ cũng rất là buồn. Hai bên dòng họ nội ngoại hai bên thì ai cũng nói rằng là nói mẹ Hùng là tại sao mà có con mình mà mình có cái cuộc sống vậy, mình không lo cho con mình ăn học được đàng hoàng. Thì lúc đó không ai biết được cái vấn đề này. Thì năm mà Hùng mới 16, 17 tuổi thì Hùng đã ra đời, Hùng làm. Thì hồi đó thì Hùng ra ngoài chợ An Đông, An Đông 2 là bây giờ là An Đông Plaza. Là Hùng đã ra ngoài Hùng bán hàng, rồi Hùng đóng hàng, rồi Hùng làm bên ngoài. Mặc dù lúc đó là mẹ có đủ cái khả năng để cho mình cuộc sống tốt, nhưng mà mẹ muốn mình vươn trải để cho mình hiểu đời nhiều hơn á. Hùng khoan, cho anh xin phép cắt ngang chút này. Từ cái lúc mà Hùng nói là Hùng nghỉ học năm lớp 9, anh nghĩ nhá, với lại cái xã hội bây giờ hoặc là trước đó có vài năm thì cái việc nghỉ học ở năm lớp 9 nhá, nó là một quyết định cực kỳ khó khăn. Thì cho cháu hỏi cô, xin lỗi, cho em hỏi chị là lúc đấy mình đã phải suy nghĩ đến mức nào mà phải đưa ra quyết định khó khăn đến như vậy? Thật sự mà nói, lúc đó mà cô nghĩ là cho con nghỉ học là một quyết định rất là khó khăn. Nhưng tại vì là lúc đó một cái bản tính là cái tính Hùng là em cũng biết là bạn Hùng đi học á, bạn bè chiêu bạn nói là giới tính của Hùng á, rồi Hùng về nói mẹ ơi con không thể nào được đâu, bạn bè xa cách con giống như là cô lập á, em xa bà con á, hai bên thì ăn cũng giống như là kỳ thị.
đó đi học nó không như bây giờ các anh chị. Hồi xưa mấy bạn bây giờ xuống đó, đi học mà tôi là người đồng tính, tôi tự hào hồi xưa đi học không có chị. Hồi đó em học trường Ngô Quyền á, ở trên trường tỉnh mình á, đến đó mà thầy cô á hỏi là ủa đàn ông sao nói chuyện cái kiểu gì mà đéo ép, nói chuyện mạnh mẽ lắm coi. Rồi xong rồi cái em còn nhớ cô giáo nói là thôi xin mẹ cho qua bên trường giáo dục thường xuyên học đi. Tại vì năm thầy vì hồi đó em xin lỗi, em cũng chia sẻ trên mạng em nhỏ với Ngô luôn, cái năm em học là cái năm chạy thành tích. Dạ, và trường Ngô Quyền cũng là một trong những trường chạy thành tích. Là cô em còn nhớ là lúc đó là cô dạy hóa, cô học dạy hóa, cô kêu là cô cũng là một cô giáo có tiếng ở trường, cô nói với em đó là để thuyết phục mẹ là thôi cho em qua bên trường giáo dục thường xuyên học đi, chứ giờ em có học lên lớp 1 em cũng được. Nhưng mà em chia sẻ một cái tin vui, bây giờ em đã có bằng đại học. Tại vì sau năm đó em vừa đi làm ở ngoài chợ, em học bổ túc 2 năm ở lớp, và cái trường học này là hầu như cũng hiếm. Và cái lúc em đi học, em đi thi đại học là năm em thi là năm 2018, lúc đó là thi chung với mấy em nhỏ nghe mày. Dạ. Từ cho em học cái câu này nữa nhá. Yeah. Là khi mà cô Hồng dạy hóa, cô nói là đưa em qua trường giáo dục thường xuyên. Yeah. Thì cho em hỏi lý do vì sao cô nói câu đó, tại vì trường đó được biết là trường dành cho các bạn có vấn đề về hạnh kiểm. Yeah. Thì tại sao Hùng làm cái gì mà lại đưa Hùng qua đó? Nói chung là không phải là tại cái ngày Hùng rất là ngoan. Yeah. Nhưng mà tại vì lúc đó là cái lớp Hùng nói chung là nam tính, ra nam tính, nữ ra nữ. Hùng là cô phát hiện Hùng là giới tính vậy rồi, nói chung là cô không muốn ảnh hưởng cho nó nữa. Cô mới gọi cho chị, cô nói là em viên chị viên em á, rồi cho nên cho em cháu qua bên đó đi. Thì đó chị suy nghĩ, trong đầu chị nghĩ là của con mình, cô đặt cho chị là cái này, con mình đâu có cái gì đâu, rất là lễ phép. Mà tại sao vậy thì cô chị mới nghĩ một cách là chắc có lẽ là sợ cũng ảnh hưởng cho nó. Lúc đó chị mới nói là thôi bây giờ mình quyết định, chị chưa quyết định đâu, Hùng quyết định là nói mẹ cho con nghỉ học đi. Đối với người mẹ mà con suy nghĩ nó là một cái là cực kỳ đó chị. Chị mới suy nghĩ cho nó đó, chị nói không sai, chị thôi cho cháu đi học đi, sao không chịu. Sao nói của mình thôi phải đủ không đủ điều kiện, nói chung là không phải nó giàu có thì chị không giàu có, nhưng mà có thể khả năng đủ điều kiện để nuôi cho em lên học. Cái xong đấy em chị nói không được, bây giờ con mình học lớp mà người ta từ thiện như vậy con rất là khó lắm. Cuối cùng chị một định nghĩ mà cho em nghỉ học để cho đi học nghề. Tiếp tục câu chuyện. Dạ. Hình như em là kiểu là anh nhìn bên ngoài em hồ xà như vậy, nhưng mà thật ra em trong cái tâm hồn yếu đuối bên trong, em lại tiếp tục ra học nghề. Mẹ đi dây mượn tiền hội phụ nữ, em nhớ lúc đó hội phụ nữ phường, thì mẹ dây mượn được 20 triệu, mẹ đóng vô là 15 triệu, còn 5 triệu là cái tiền đó, nói 5 triệu chứ thật ra nó phát sinh ra thêm nữa, tại vì học nghề tóc mà là nó sẽ ra mua đầu ken rồi mua máy vũ rất nhiều. Thì lúc đó em cũng đi học nghề, em học và mẹ cho học thầy nổi tiếng luôn, thầy em bây giờ là thầy Nguyễn Huy vua tóc Việt Nam. Dạ. Thì lúc đó là em học thầy ở trên trường Quốc Thảo, em may mắn vô thì em được thầy chỉ dạy cho đàng hoàng, rất là tận tâm. Mà tất cả những anh chị mà học với em lúc đó rất cũng thương em lắm, nhưng mà tại vì cái thời điểm đó là do là vừa học nghề mà cũng vừa muốn kiếm tiền để đi học lại á, cho nên em học nghề được 1 năm thì em chưa có tới nghề thì em đi ra chợ Đông Đông bán. Ba mẹ la quá trời luôn, ba mẹ nói là sao ba mẹ cho con cái nghề đàng hoàng, nghề ngỏng đàng hoàng, sao con trường học mà con đi ra chợ con buôn bán vậy. Tại vì cái thời điểm em đi làm á, cái thời điểm lúc đó là lương ở ngoài là cao nhất á là 4 triệu, mà lương mà nhân viên trung bình mà làm giỏi là 3,2 triệu. Còn như tụi em á, mà lúc thời điểm đó đi ra ngoài làm á, thì lương của tụi em ở ngoài mọi người trả là tầm có 2,5 triệu rồi. Cái lương tầm 2,5 triệu là năm nào cũng nhớ? Dạ, năm 2012 là 2,5 triệu là nó giống bây giờ là 5 triệu bây giờ, còn 4 triệu là giống như bây giờ là 8 triệu, còn cái 4 triệu giống như bây giờ là 10 triệu vậy đó, còn về 3,7 triệu thì giống như là 8 triệu vậy đó. Thì cái công việc mà làm ở chợ An Đông á nó cũng đơn giản lắm, bán sỉ mà mình cầm hàng, mình chào hàng, rồi xong mình sắp hàng vô, rồi mình đóng hàng theo kiểu chữ thập, băng keo kéo băng keo vậy đó. Thật ra mình nói là môi trường là trung tâm thương mại cho nó sai, chứ thật ra là cũng giống như môi trường chợ vậy. Ra ngoài phức tạp, mẹ em sợ lắm, mẹ em la tối nào. Mẹ em cứ nói là sao con đi ra ngoài kia, con học cái này học nọ. Vì em biết, trời ơi, hồi đó em nhìn vua lắm nha. Hồi đó em kiểu mà, chị như mới lớn á, em gọi nôn nào là cũng nén, cũng nén. Vì em vua lắm, cái lúc còn tóc, cái đầu mình vậy nè, cái làm hình cái cục giống như cá la hán vậy đó. Còn không thì lấy cái cây uống lậu, uống. Rồi ai mà mời đi xin nhận hay cái gì á, cái mình chen biểu rồi lên. Hồi đó mẹ la hoài, không làm gì chứ vậy. Nhưng mà bây giờ mới hiểu là cái đó là
xưa luôn hơn. Vậy thì chị ơi, cho em hỏi là cái lúc mà em ngưng việc học và em đi ra làm ở ngoài chợ An Đông, vậy thì cái việc mà thực hiện ở trường nó có tiết kiệm cái việc làm không ạ? Ngược lại, ở cái môi trường chợ thì đa số là mọi người trong giới thì nhiều, đa số nhiều không có kỳ thị, nhưng mà ngược lại là mình bị ăn hiếp. Dạ đúng rồi, tại vì môi trường chợ mà giống như nhiều khi người ta giỡn người ta chơi với mình đó mấy anh chị, người ta giỡn người ta chơi với mình đó, cái xong cái người ta chơi cái kiểu là đánh lộn chơi vui vậy thôi, cái người ta chạy lại người ta đánh vùng lưng mình ầm, còn không người ta cầm cái ghế mà ngồi với cái ghế thấp thấp người ta chạy lại ta bút cái vùng mình ầm vậy đó. Mặc dù là mình biết mình đau, mặc dù mình cũng có khóc quá, nhưng mà lúc đó mọi người nó ở chỉ đơn giản giỡn. Mà hầu như là em ngoài trời em bị ăn hiếp, tại vì do là một phần lúc đó em ở ngoài em còn nhỏ tuổi quá, cái sự chững chạc em không có, cho nên thành ra là khi em ra như vậy á thì mọi người cứ nhìn em là cái kiểu thằng này như vậy em bị ăn hiếp nữa. Chị cho em xin phép hỏi một câu nữa là khi mà chị mới đem hình ra khỏi một cái môi trường thì bị là ở học đường, chị đã thấy nó rất là khủng khiếp rồi, bây giờ Hùng lại phải quay về một cái môi trường em nghĩ là khủng khiếp hơn nữa, đó là ở ngoài chợ, là một cái môi trường mà người ta nói rất là phức tạp với nhiều những con người mà họ có thể là vẫn không cao. Thì khi mà con Hùng quyết định ra là ở ngoài chợ, chị đã ngăn cản như thế nào và tại sao chị phải đồng ý cho con? Quá mình biết cái chị đó là xong giờ đi học sinh là em cho con ra chợ thôi mà em biết mà ngoài chợ là nói chung là nhiều cạm bẫy, nhiều cái đó bắt đầu sợ nữa, đã bắt đầu người mẹ sợ tiếp nữa, nói con ơi bây giờ như mẹ nói con nghe, con kiếm chị gì con làm ít tiền cũng được, mẹ không cần con làm nhiều tiền, mẹ chỉ cần con làm để con biết được cái đời đó. Học đời học đường trường nhà mình qua học đời đi con để biết là nó như thế nào, chỉ cần như vậy thôi. Còn mới nói là mẹ cho con đi ở chợ đi, để nói chung mình mẹ mà con nó xin cái này, nghĩ một ngày hay là mẹ xui lắm, mẹ cho đi. Nhưng mà bắt đầu cho con đi vô trong trường, ra ngoài chợ đó, bắt đầu là mọi nỗi lo mẹ lên, suy nghĩ lo nữa, đi lo đi ra ngoài, về con nói sao. Nói chung là mình thấy bất cứ chuyện gì, về cũng tâm sự với mẹ. Dù chuyện nhỏ chuyện gì cũng, riêng tư cũng tâm sự với mẹ, nó mẹ mẹ con phải con bị làm biết. Bắt đầu là buồn lắm, nó chợ thì sao mà, ở nhà thì mẹ thương con cái gì. Thì cái chuyện nó hơi kệ đi, cho anh biết để nó biết học được người đời thế nào. Rồi cuối cùng cái bạn mẹ mình thấy Hùng chơi với bạn mình kia mới đầu á, thì chơi cô phải theo dõi, chị theo dõi ngày kia phải, chị nhìn coi hát cho nó sao sao. Thì tầm mà bạn không phải mình nói kỳ thị, chị không có kỳ thị giới tính, nhưng thực sự như thế, trời sao bạn và mình biểu độ quá vậy, mình cũng sợ. Nói con ơi, thí dụ bây giờ mẹ biết, lúc đó biết rồi, nhưng mà không dám nói con mình mà mẹ biết, cũng như giả giờ cho con mình là con trai bình thường, sống trong cái ông nói chung là sống giống mình, nhưng mà nếu như vậy cứ là bình thường. Nói con, mẹ thấy cái em đó không phải là kỳ thị giới tính, mà mẹ thấy tính tính hơn thế, em con đừng có chơi trong bạn đó, và con chơi con đừng học cái cách bạn đó, thì con mình không biết là mình biết, nhưng không mẹ con nói là con có gì mẹ biết, mẹ tin tưởng ở con, mẹ tin tưởng con là không có dạy vậy, cũng như là mình nó hối trước chạy trước, không có đâu mẹ, không có đâu mẹ, thực sự chỉ biết từ lúc mà chắc mới có mấy tuổi. Sợ lắm em, chị sợ lắm chị nói.